Liên quan đến vụ clip bé trai bị hành hạ, ép sử dụng chất nghi ma túy, trưa ngày 25 tháng 3, nguồn tin riêng của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, qua điều tra bước đầu, công an xác định lúc 19 giờ ngày 24 tháng 3, tài khoản cá nhân tên Hoa Hoa Gia đăng tải bài viết với nội dung mong mọi người chia sẻ giúp để công an vào cuộc để cứu đứa bé. Địa chỉ 50/9, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Có kèm theo hai bức ảnh của một thanh niên và một người phụ nữ. Bên cạnh đó, bài đăng còn có 5 đoạn clip có nội dung một bé trai khoảng 3 tuổi bị một người đàn ông cho hút chất nghi là ma túy đá. Ngay sau đó, công an huyện Hóc Môn xác minh ở địa chỉ trên có 5 người cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi. Qua làm việc, những người này cho biết sống ở địa chỉ trên được 5 năm và đang kinh doanh buôn bán tạp hóa. Cả 5 người xác nhận tại căn nhà không có vụ việc bạo hành trẻ em và vụ việc cho trẻ hút chất nghi ma túy như nội dung tài khoản Hoa Hoa Gia đăng tải. Đồng thời qua xác minh những người trong đoạn clip đăng tải không ghi nhận sinh sống tại địa chỉ trên. Sau đó anh T, sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình, đã tới công an trình báo về nội dung clip trên. Anh cho biết là cha ruột của hai đứa bé trong đoạn clip đăng tải lên mạng. Cụ thể, năm 2018, anh và chị N, sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình, kết hôn. Có hai người con là N, sinh năm 2018, con gái, và T, sinh năm 2020, con trai. Do mâu thuẫn nên năm 2021, N ẵm hai con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với B, không rõ lai lịch. Sau đó anh T có nghe nói N sử dụng ma túy. Tháng 12 năm 2022, anh T đến nhà N đưa con gái về nhà nuôi, còn con trai ở cùng với N. Sau đó anh T mượn điện thoại của N để đăng bán hàng thì phát hiện các clip quay lại hình ảnh B và N cho con trai mình sử dụng ma túy đá. Anh T sau đó đăng tải các clip trên lên mạng. Về các clip này, anh T xác định đã có từ 4 đến 5 tháng trước vì trong clip còn có cháu N mà cháu này đã được anh đưa về nuôi dưỡng tại nhà 4 tháng nay. Anh T cũng không biết rõ địa chỉ xảy ra vụ việc là ở đâu, chỉ thấy trên Facebook của N có địa chỉ 50/9, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Vì thế khi đăng clip, anh T cũng đăng luôn địa chỉ vì nghĩ N và B đang sống tại đây. Bước đầu, công an huyện Hóc Môn xác định vụ việc trên không xảy ra ở trên địa bàn như thông tin đăng tải. Cũng trong chiều ngày 25 tháng 3, đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã ký công văn gửi công an huyện Hóc Môn và công an thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp can thiệp xác minh và có các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em.